Cô xin chào tất cả các bạn xin thân mến nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của cô ngày hôm nay. Và ở video này thì cô sẽ tổng hợp các dạng bài toán mà chúng ta đã được gặp trong chương trình toán lớp 2 để giúp chúng ta củng cố kiến thức và ôn luyện cho kỳ kiểm tra sắp tới nhé. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng hướng về phía màn hình xem đề toán ngày hôm nay cô sẽ giúp chúng ta ôn luyện những dạng bài nào nhé. Và để học cùng cô thì các em có thể thực hiện dùng bằng nháp để chúng ta thực hiện cùng cô nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đi vào bài tập số 1. Và ở phần đề này thì cô sẽ có phần 1 nam mã là phần trắc nghiệm. Và ở đây người ta yêu cầu chúng ta là khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất. 1. Số lớn nhất trong các số 989, 199, 879 và 950 là. Và cho ý A là số 989, B 199, C 879 và D là 950. Chúng ta được học so sánh số có 3 chữ số là đúng nào. Chỉ cần đọc qua các số người ta đã cho chúng ta trong đề bài thì các bạn có thể phát hiện ngay được số lớn nhất ở đây là số nào, đúng nào. Và như cô thấy ở đây có số 989 là số có 3 chữ số và nó có giá trị lớn nhất so với các số còn lại đấy. Vậy ở đây cô thấy ý A là ý đúng thì cô sẽ chọn ý A cho câu số 1 này. Cho nó khoanh ý A. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang câu số 2. Kết quả của phép tính 243 cộng 716 là bao nhiêu? Để cho ý A 969, B 959, C 559 và D là 569. Vậy thì để biết được trong các ý A, B, C, D này, ý nào là ý đúng thì các bạn sẽ thực hiện nhanh cho cô kết quả của phép tính người ta đã cho, đúng nào? Vậy thì ở đây chúng ta đã thực hiện đối với phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 rồi, đúng nào? Chúng ta cùng thực hiện nhanh nhé. 3 cộng 6 bằng 9, 4 cộng 1 bằng 5 và 2 cộng 7 bằng 9. Vậy cô có 959. Vậy thì ở đây cô thấy có ý B là kết quả là 959. Chính là kết quả của phép tính trên mà người ta yêu cầu chúng ta tính. Vậy cô sẽ khoanh vào ý B. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang phần 3 nhỏ. Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là A 40, B 32, C 9 và D là 8. Vậy thì ở đây các bạn cần phải biết được người ta cho ta đó là số bị chia là 36 và số chia là 4, đúng nào? Vậy thì muốn tìm thương chúng ta cần thực hiện như thế nào? Cô nhắc lại cho chúng ta cùng thực hiện nhé. Muốn tìm thương ta chỉ việc lấy số bị chia chia cho số chia, đúng nào? Vậy thì ở đây cô sẽ lấy 36 chia cho 4 thì cô được 9, đúng nào? Vậy thì ở đây cô thấy ý C là ý đúng cho câu 3 này thì cô chọn vào ý C nhé. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang bài 4 nhỏ. Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là A 100, B 111, C 999 và D là 1000. Như các bạn đã được học rồi, đúng nào? Số lớn nhất có 3 chữ số đó chính là số 999. Nhưng ở đây các bạn này, người ta lại yêu cầu chúng ta tìm số liền sau của số 999. Vậy chắc chắn phải là số 1000, đúng nào? Vậy thì ở đây cô sẽ khoanh vào ý D, 1000. Ở bài tập số 4 này, cô thấy một số bạn còn nhầm lẫn. Khi chúng ta đọc đến số lớn nhất có 3 chữ số thì chắc chắn nhiều bạn sẽ chọn ý C là số 999 đấy. Vậy thì các bạn cần chú ý đối với dạng bài này nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài 5 nhỏ. 1 km thì bằng bao nhiêu mét? A 10m, B 20m, C 100m và D là 1000m. Bài km chúng ta đã được học rồi, đúng nào?
Và ở đây chúng ta biết ngay được 1 km thì bằng 1.000 m. Vậy thì cô sẽ chọn ý D cho câu số 5 này nhé. Vậy là đến đây cô đã thực hiện và hướng dẫn xong cho chúng ta, ôn luyện xong cho chúng ta, đó là 5 câu đầu tiên trong bài đề ngày hôm nay. Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang câu số 6, xem câu số 6 cho chúng ta biết điều gì nhé. Hình tứ giác bên có chu vi là A 15 cm, B 10 cm, C 11 cm và D là 12 cm. Và đây là hình tứ giác mà người ta đang cho chúng ta, đúng nào? Các bạn thấy các cạnh, cạnh thứ nhất là 3 cm, cạnh thứ hai là 3 cm và cạnh thứ ba là 4 cm và cạnh cuối cùng thứ tư đây là 5 cm, đúng nào? Vậy để biết được ý nào là ý đúng cho câu số 6 này thì các bạn cần nhớ cho cô cách tính chu vi của hình tứ giác, đúng nào? Và cô sẽ nhắc lại cho chúng ta nhé. Muốn tính chu vi của hình tứ giác, chúng ta chỉ việc lấy độ dài các cạnh cộng lại với nhau, đúng nào? Vậy thì ở đây thì các bạn cần phải sử dụng nháp và các bạn sẽ thực hiện tính nhanh cho cô xem chu vi của hình tứ giác ở đây bằng bao nhiêu. Để chúng ta cùng đọc kết quả với cô nhé. Kết quả cô tính nhanh được ở đây, chu vi của hình tứ giác này bằng 15 cm đấy các bạn ạ. Vậy thì nhìn vào đáp án người ta cho ở đây thì cô thấy có đáp án A là đáp án bằng 15 cm. Vậy thì cô sẽ chọn đáp án A là đáp án đúng cho câu số 6 này. Ở bài tập số 6 này người ta đã củng cố cho chúng ta kiến thức, đó là tính chu vi của hình tứ giác, đúng nào? Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang phần 2 La Mã, đó là phần tự luận. Với câu số 7 người ta yêu cầu chúng ta đó là đặt tính rồi tính. Các bạn thấy ở đây bài gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là yêu cầu đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính đấy. Và như các bạn đã thấy ở trong bài tập số 7 này gồm có 4 phép tính, đúng nào? Và để thực hiện được bài tập số 7 này thì cô yêu cầu chúng ta thực hiện nhanh đa nháp và sau đó đối chiếu kết quả cùng cô nhé. Mời các bạn cùng thực hiện. Phép tính đầu tiên đó là phép tính 532 cộng với 245. Phép tính tiếp theo đó là phép tính 351 cộng 46. Phép tính 972 trừ đi 430. Phép tính 589 trừ đi 35. Mời các bạn cùng quan sát lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô trong thời gian chúng ta thực hiện đa nháp nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng quan sát. Phép tính 532 cộng 245 kết quả bằng 777. 351 cộng với 46 bằng 397. 972 trừ đi 430, cô được kết quả là 542. 589 trừ đi 35, cô được kết quả là 554. Vậy là ở đây cô đã thực hiện xong bài tập số 7 với yêu cầu của bài, đó là đặt tính rồi tính cho 4 phép tính như các bạn đã thấy trên màn hình, đúng nào? Và ở đây có bao nhiêu bạn thực hiện chính xác bài tập số 7 này thì các bạn sẽ bình luận xuống phía dưới để cô biết nhé. Và ở đây bài tập số 7 người ta đã giúp chúng ta củng cố kiến thức, đó là phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000 và phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi giữa số có 3 chữ số và số có 2 chữ số, đúng nào? Vậy là đến đây chúng ta thực hiện xong bài tập số 7 và
Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang bài tập cuối cùng trong đề ngày hôm nay mà cô muốn giới thiệu tất cả các bạn. Đó là bài số 8. Và để thực hiện được bài này thì mời các bạn cùng quan sát lên màn hình và đọc thầm bài cùng cô. Bài 8. Lớp em có 32 bạn, cô chia đều thành 4 tổ, hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn. Vậy thì sau khi đọc xong đề toán, chúng ta biết được bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé. Ở đây cô thấy bài cho chúng ta biết lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ, đúng nào? Và bài hỏi hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn và mỗi ở đây là 1, đúng nào? Vậy thì sau khi đã biết được dữ kiện của bài toán như vậy rồi thì chúng ta có thể tóm tắt và giải bài toán này không? Chắc chắn là có, đúng nào? Dạng toán này chúng ta đã được học rồi. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát và theo dõi cô sẽ tóm tắt cho bài toán này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa dữ kiện của bài toán, đó là lớp có 32 bạn và chia đều thành 4 tổ. Vậy ở đây cô có này, 4 tổ là 32 bạn. Và bài hỏi hỏi một tổ thì có bao nhiêu bạn? Cô sẽ có một tổ chấm ba chấm bạn, hỏi chấm. Sau khi tóm tắt xong thì chúng ta sẽ đi vào phần bài giải cho bài toán này. Như các bạn đã thấy, ở dạng toán này thì cô sẽ có hai lời giải cho bài toán này. Lời giải thứ nhất đó là mỗi tổ có số bạn là, hoặc lời giải thứ hai mà cô có đó là số bạn của mỗi tổ có là hoặc một tổ có là nhé. Đối với hai lời giải này thì các bạn có thể chọn một trong hai để chúng ta thực hiện cho bài toán này nhé. Và sau đây thì mời các bạn cùng quan sát cô thực hiện bài toán này. Số bạn mỗi tổ có là chấm hai chấm. Cô sẽ lấy tổng số học sinh là 32 bạn, cô chia cho 4 tổ và cô được 8 đơn vị là bạn, đúng nào? Và cuối cùng là cô có phần đáp số 8 bạn. 8 bạn đây chính là 8 bạn của một tổ mà chúng ta đã đi thực hiện tìm được, đúng không nào? Vậy đến đây cùng các bạn đã thực hiện xong bài cuối cùng trong đề toán ngày hôm nay mà cô muốn giới thiệu tất cả các bạn. Ở bài này thì người ta đã giúp chúng ta củng cố kiến thức, đó là tóm tắt và giải bài toán cho phép bài toán giải bằng lời văn có một phép tính chia, đúng không nào? Đến đây thì cô sẽ chào tạm biệt tất cả các bạn. Đừng quên sẽ đăng ký kênh và cho cô một lượt thích và ủng hộ cô ở các video tiếp theo nhé. Cô sẽ cố gắng làm thật, ôn luyện thật nhiều dạng kiến thức để giúp chúng ta củng cố kiến thức nhé. Đến đây cô xin chào, hẹn gặp lại tất cả các em.